Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng kẹo cứng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng kẹo kéo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và hôm nay vòng của mình sẽ là vòng kẹo bơ. Kẹo bơ. Khẩu miệng phải rõ ràng, em Thành nó nghe không ra được từ nó lại chửi. Đầu tiên mình sẽ xỏ màu xanh nha. Màu xanh dương. Chạy về bên em vẫn ở đây. Trong đầy nhìn anh nước mắt vẫn. Ôi trời, sao mày không nói? Nói chung là không có đến nỗi nào. Không quá đà, không quá mức. Chỉ là anh quên biết thằng người mà. Cái thằng quát con đấy mà lừa được lắm gái phép. May quá chị chả bị. Chị vẫn bị lừa nhưng mà chị không bị. Chị không đâm đầu. Là quát chết lừa. Lần đầu của thằng mấy chết người luôn mấy, thật chứ còn gì nữa. Mày quá, mày vẫn gọi là tỉnh táo. Vẫn biết đâu là bố mẹ chị dặn rồi. Bố mẹ ngày trước nó đưa đón chị, bố mẹ chị biết mà. Bố mẹ chị bảo là chơi thì chơi thôi chứ bảo xa hơn thì bố mẹ không cho đâu. Tại vì nhà nó cái rèn lùn quá. Chị cao. Chị không cao, không hẳn là quá cao nhưng mà so với nó thì là chị cao. Mọi người ơi, mình xỏ màu đỏ nha. Mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu đỏ nha. Bố mẹ chị cấm yêu. Nhưng mà đối với con người của chị mới biết rồi đấy. Không cấm được đâu. Nhà chị đứa nào bị cấm hết. Nhưng mà chị ngang lắm. Không cấm được đâu. Chị nói thế thôi. Chị nói thế để chị phản ánh bố mẹ thôi. Chị chống lại bố mẹ thôi. Chứ thật ra là chị chưa có người yêu. Chị cũng không muốn yêu. Xin chào các bạn nha, chị em sẽ quay lại bạn sang cái gương. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái gương. Bàn thì chống quá, bàn thì chị chống quá. Bàn của em bên cạnh, không chống cái gì nè. Bàn của chị chống quá, không có cái gì để phản chiếu, chống quá. Màu đỏ của mình đây nha, màu đỏ của mình đây mọi người. Mọi người đem màu đỏ của mình này. Trời ơi trời. Nghĩa kiểu sau đây mai có con nào phải ra mắt chị đầu tiên, chị xem xét đâu đấy kìa. Thận, chị thấy cũng hợp lý cũng được đấy. Em tính thế nào, em cho bạn Thuận quả ải đi. Khổ quá. Nó bảo là tập này sẽ lên tận lưu tài cho em. Thế tại bố mẹ cuối bóng linh rồi. Nhìn phong thế là khổ. Rồi xong rồi bạn. Rồi xong này thịt náo thế nào nữa. Thì người ta lên để nó sang đi trên bờ lốc. Ủa nạ. Em là tụi người đấy mà. Mọi người ơi, đây là màu hồng của mình này. Màu hồng của mình nhé mọi người. Mọi người, đây là màu hồng của mình. Trang là lừa dối tình cảm. Nhưng đối với những cái đứa như thế không được gọi là lừa dối tình cảm. Nó sẽ thuộc dạng trêu. Nó ngặt gần giống nhau nhưng mà nó sẽ thuộc dạng trêu nhiều hơn. Tại vì trẻ con như thằng đấy chắc chắn là không phải là yêu thật rồi. Đúng. Không phải là yêu mà là đang thiếu người thôi. Phải, nó nói đi. Nó là thiếu người.
thiếu cái kiểu cảm giác thôi, thích gì đâu, bọn trẻ con. Chắc cái gì mấy đứa trẻ con. Mọi người ơi, mình đang xỏ màu xanh nha. Mình xỏ màu xanh nha mọi người. Mọi người ơi, mình đang xỏ màu xanh. Bây giờ mình sẽ xỏ màu tím nhá. Mình xỏ màu tím nhá mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu tím nha. Em không thể mấy nữa. Đang muốn là cho nó quay tiền cái bọn kia đi xong. Thế lúc mà đi lên tổ đấy, kia tiền xong rồi thì bật lớp. Toàn lũ lớp 9, lớp 10, toàn như con cóc. Dạ. Đánh của ai? Con đứa nó lắp vào xe cho mô của kia có to tí đi, đi là xong nó được. Nó đi 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 và tất cả các bạn kiểu phố tầm cấp 3 như thế luôn. Bọn chị giờ ngoan rồi, ôn thi đến nơi rồi, phố gì nữa. Các bạn ơi, mình xỏ hạt chữ nha, mình xỏ hạt chữ nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ hạt chữ nha. Đau bụng quá, uống xong cái hộp sữa đấy. Giờ mình kết vòng này mọi người. Mọi người ơi, mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Làm sao? Chứ con thả như con thả đúng một đêm xong nó vừa đi này đi ra này con đấy nó thả thế xong nó lại khóc luôn rồi nó bọn trẻ con. Các bạn ơi, đây là vòng của mình nha, vòng của mình hoàn thành rồi, video của mình đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, vòng của mình này, vòng của mình hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Nói nhiều líu hết lưỡi, nói toàn sai thôi. Thấy là cái này là đúng này. Như chị qua thì đấy, chị ngồi.